Thế là nó vừa mới cho một nhân viên ra và nó tuyên bố là nó không có giấy mời, là nó không có ra vào phiên tòa. Và vừa rồi thì có yêu cầu mình có đuổi đi chỗ khác. Thế nhưng mà chị, bọn chị thì đương nhiên là bọn chị không đi, bởi vì là bây giờ bọn chị đã phải đứng từ đầu đường để hóng tin mẹ chị rồi. Những đứa con cùng với một đứa cháu ngoại 13 tháng tuổi, hiện giờ trời đường sắt đang mưa, bắt đầu lất phất mưa phùn. Và hiện giờ bọn chị đang đứng ở ngoài đường để chờ tin. Họ không cho vào, họ yêu cầu giấy mời, giấy triệu tập họ mới cho vào. Bọn chị bây giờ hiện giờ luật sư thì đang kiến nghị ở trong tòa, bọn chị thì vẫn đứng chờ ngoài này. Khoảng bên mình có chị đứng cùng với cả mấy cô chú bác là vợ là luật sư, cùng với cả những người thân trong gia đình thì là có cả chồng chị và chị là 6 người đấy. Thì nhưng mà họ đang yêu cầu giải quyết ở chỗ này, nhưng bọn chị không đồng ý, là bởi vì chỗ này có một cái tán cây để che cho em bé, bởi vì em bé hiện giờ em bé đang ngủ và trời thì bắt đầu mưa, thế nên là chị muốn đứng ở cái tán cây này để che cho em đó. Thì bây giờ bọn chị đang trao đổi với cả họ về cái việc là bọn chị sẽ phải đứng đây, chứ bọn chị không có chỗ nào để đi cả.